Dạ, như quý anh chị thấy đây là em đang ở ở phía sau lô đất mà giáp với con sông. Cái này là rất là mát. Và ngày hôm nay em Trực sẽ review một lô đất có thổ cư. Mặt trước là đường bê tông, đường ô tô, mặt sau thì giáp với sông, phù hợp mình làm một cái nhà vườn nho nhỏ. Ở đây, đó, như hồi nãy giờ quý chị đã nhìn thấy. Dạ vâng, đây là toàn bộ hình ảnh lô đất có vị trí là tại là thôn Tè Gộc, xã Khánh Tượng, huyện Khánh Vĩnh. Thì trước khi đi về cho chi tiết lô đất, em sẽ bay một vòng flycam từ trên xuống như mọi khi cho quý vị nhìn thấy được cái con suối và cái con đường đi cũng như khu dân cư xung quanh. Thì em sẽ quay một vòng hết. À, đường này đường ô tô nha chị, quý anh chị. Lô đất mình thì nằm trong khu dân cư luôn. Dạ, thì bây giờ em đang ở độ cao là 20 mét. Bắt đầu em sẽ bay lên một đoạn. Em quay gần vậy cho quý anh chị nhà mình thấy được cái con suối phía sau. Suối này rộng, rất là rộng. Lòng chắc không phải trên là 15 mét. Đây là em đang đứng bay từ phía sau bay lên. Bây giờ em sẽ bay lên quay lại phía lên trên con đường bê tông và bay lên cao để cho quý anh chị mình thấy hết toàn bộ lô đất từ khu vực dân cư đến phía sau suối. Đây thì đây là ở độ cao là gần 100 mét. Góc nhìn này thì mình thấy được là lô đất mình thì nằm trong khu dân cư, đường bê tông thì hiện hữu. Bay như thế này thì buổi trưa nắng thì mình sẽ cảm nhận được cái từ cái không khí gió đến cái con suối chảy như thế nào. Góc nhìn này thì mình thấy rõ được cái lô đất luôn. Phía trên xe là rừng su. Hướng này thì mình thấy được là cái con đường đi vào lô đất của mình. Ở đây đây là toàn cảnh, mình thấy được cái con suối chạy xung quanh cái xã Khánh Thượng. Giờ em sẽ quay lại con suối phía sau lô đất để cho quý anh chị nhà mình thấy toàn cảnh được là phía sau lô đất là to, nó là rộng như thế nào. Đây là mình sẽ thấy hết toàn bộ cái lô đất của mình. Góc nhìn này thì mình thấy rõ. Thì tổng diện tích lô đất của mình nó là 5.033,8 m ngang 30. Ranh giới của nó là được chủ đầu tư họ để làm cái ranh giới bằng cái hàng rào kiểm tra hết rồi. Ranh giới của nó đây là ngay từ cái trụ bê tông này, ngay chỗ trụ điện này. Đây thì chị chạy dài xuống kia đi ngang qua chủ ngang của nó là 30 mét tới sát cái ngôi nhà dân bên đây luôn. Em có đánh dấu tích dấu đỏ cho quý anh chị cho hình dung rồi. Tới đây ở đây tới chỗ này, cái trụ bê tông này cũng chạy dài xuống tới dưới con sông. Thì chiều dài của lô đất là hơn 150 mét nha quý anh chị. Lô đất của mình đặc điểm là rất là bằng phẳng và triền theo xuống bờ sông. Thì lô đất mình có 610 mét đất ở, phù hợp với lại cái biệt thự nhà vườn giáp sông. Để cuối tuần mình dẫn gia đình này mình lên nhà nghỉ dưỡng ngay tại đây. Thì cái đường con đường hiện trạng này là con đường hiện trạng, hiện nó là rộng 5 mét, sau quy hoạch của nó rộng là gần 10 mét. Về lô đất mình thì mình nhìn này, nếu mình xây cái biệt cái nhà vườn mà có thêm cái một lầu nữa, nhìn xuống sông là rất rất là đẹp mắt. Nhìn xung quanh là suối và núi rất là nhiều, điện nước cả sẵn luôn hết luôn. Thì cái từ vị trí cái lô đất của mình mà đi ra tới cái trung tâm xã thì khoảng chừng là bê cây mà đi ra tới quốc lộ 27 luôn á, ngay cái chợ Ly Sen thì khoảng là bê cây rưỡi nha quý anh chị. Thì ngay cái chợ Ly Sen thì có cây xăng, trường học, y ban.
Lô đất mình thì nằm trong khu dân cư. Từ cái thành phố Nha Trang mình đi lên cũng phải là mất khoảng là hơn 40 cây nha quý anh chị. Đi hơi xe. Đường này là đường thông. Về giá bán cho lô đất của mình là 1,1 triệu một mét vuông. Giá còn bất lọt bao chân tên cho mình. Không khí tại này tại rất là mát. Nếu quý vị mà về tới trận sông như hồi nãy đoạn đầu mà em đã quay á, nhìn rất là đẹp. Dạ thì nãy giờ em Trực cũng để review cái lô đất mà tại cái địa chỉ tại là thôn Tài Gòn, xã Cát Tường, huyện Vĩnh, với giá bán là 1,1 triệu một mét vuông. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu thì có thể liên hệ em Trực qua số điện thoại là 0843216679 bên góc phải màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em. Em Trực xin chân thành cảm ơn.